Ngày 31 tháng 7, Thánh Ignacio nhà Loyola, sinh năm 1491, mất năm 1556. Thánh Ignacio nhà Loyola là vị sáng lập dòng tên. Đang trên đài danh vọng và quyền thế của một sĩ quan quân đội Tây Ban Nha thì một trái đạn đại bác đã làm ngài bị thương ở chân. Trong thời kỳ dưỡng bệnh, vì không có sẵn các cuốn tiểu thuyết để giết thời giờ nên ngài đã biết đến cuộc đời Đức Kitô và hạnh các thánh. Lương tâm ngài được đánh động và kể từ đó khởi đầu một cuộc hành trình lâu dài và đau khổ khi trở về với Đức Kitô. Thánh Ignacio nhà Loyola sinh năm 1491 tại Loyola, Tây Ban Nha trong một gia đình quý tộc. Vào năm 1522, được thấy mẹ Thiên Chúa trong một thị kiến. Ngài được thực hiện cuộc hành hương đến đan diện dòng biển Đức ở Montserrat. Ở đây, ngài xưng thú tội lỗi, mặc áo nhậm và đặt thanh gươm lên bàn thờ Đức Maria, thề hứa sẽ trở nên một hiệp sĩ cho Đức Mẹ. Trong khoảng thời gian một năm, ngài sống gần Manresa, có khi thì ở với các tu sĩ Đa Minh, có khi thì ở nhà tế bần, nhưng lâu nhất là sống trong một cái hang ở trên đồi để cầu nguyện. Chính trong thời gian quán cải này, ngài bắt đầu một công trình mà sau đó rất nổi tiếng, đó là cuốn Những Thao Luyện Tâm Linh. Vào năm 1523, ngài rời Manresa đến Roma và Jerusalem, là nơi ngài sống nhờ việc khuất thực và hăng say quán cải người Hồi giáo ở đây. Vì lo sợ cho tính mạng của ngài, các tu sĩ Francisco khuyên ngài trở về Barcelona. Tin tưởng rằng kiến thức uyên bác sẽ giúp đỡ tha nhân cách thiết thực hơn, ngài dành 11 năm tiếp đó trong việc học hành ở Alcalá, Salamanca và Bale. Vào năm 1534, lúc ấy ngài đã 43 tuổi, cùng với 6 người khác, trong đó có Thánh Francisco Xavier, ngài thề sống khó nghèo, khiết tịnh và tất cả cùng đến Đức Thánh. Các ngài thề quyết rằng nếu không thể ở đây thì sẽ dâng mình cho công việc tông đồ của Đức Giáo Hoàng, và đó là điều đã xảy ra. 4 năm sau, ngày 15 tháng 8 năm 1534, Ignacio hợp thức hóa tổ chức của ngài là Tu hội của Đức Giêsu, tức dòng tên, đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô III chuẩn nhận năm 1541 và Ignacio được bầu làm bề trên đầu tiên. Trong khi các bạn đồng hành được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo thì Ignacio vẫn ở Roma chăm sóc tổ chức mới của ngài, nhưng vẫn dành thời giờ để thành lập các nhà cho cô nhi, cho người tân tòng. Ngài thành lập trường Roma, sau này là Đại học Gregorio, với mục đích là trường này sẽ trở nên khuôn mẫu cho các trường của tu hội. Ngày nay, tu hội của Đức Giêsu, dòng tên, phát triển trên 500 đại học với 30.000 thành viên khắp nơi trên thế giới và mỗi năm dạy thêm 200.000 học sinh. Thánh Ni Nhã đích thực là một vị thần bí. Ngài tập trung vào đời sống tâm linh dựa trên các nền tảng thiết yếu của Kitô giáo, Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Kitô, Bí Tích Thánh Thể. Linh đạo của ngài được tỏ lộ trong châm ngôn của dòng tên, đó là để Thiên Chúa được vinh danh hơn. Trong quan niệm của ngài, sự tuân phục là đức tính nổi bật nhằm đảm bảo cho thành quả và sự năng động của tu hội. Mọi hoạt động phải được hướng dẫn bởi lòng yêu mến giáo hội thật sự và tuân phục Đức Thánh Cha vô điều kiện. Vì lý do đó, mọi thành viên của dòng phải khấn lời thề thứ tư, đó là phải đến bất cứ đâu mà Đức Giáo Hoàng đã sai đi vì sự cứu rỗi của linh hồn. Trong những năm tháng cuối đời, ngài phải chịu nhiều đau khổ vì bệnh tật và qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1556 tại Rome, nước Ý. Đức Giáo Hoàng Pius V đã tôn phong chân phước cho Ignacio ở Loyola ngày 27 tháng 7 năm 1609 và Đức Giáo Hoàng Gregory XV đã tôn phong hiển thánh cho Ignacio thành Loyola ngày 12 tháng 3 năm 1622.